Sáng nay 20 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Đến dự có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, các đại biểu cũng ôn lại truyền thống tốt đẹp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ngành địa phương trong tỉnh, Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất, quy mô trường lớp không ngừng được đầu tư mở rộng và chuẩn hóa. Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 trường học các cấp, trong đó có 591 trường đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hệ thống trường ngoài công lập phát triển mạnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh có 35.613 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, 95% cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 34,64% cán bộ quản lý đạt trên chuẩn và 15,84% giáo viên đạt trên chuẩn. Nhiều năm liền, Đắk Lắk dẫn đầu các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi quốc gia. Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành giáo dục tỉnh đạt được trong những năm qua, bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Trong xu thế phát triển của xã hội, yêu cầu đối với người giáo viên về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn càng phải nâng lên. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ giáo viên tiếp tục nêu gương sáng, gương mẫu trong các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm lo thật tốt cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, góp phần tô đẹp thêm truyền thống vẻ vang của nhà giáo Việt Nam. Sáng nay 20 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Đinh Xuân Hà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Võ Ngọc Tuyên, Bí thư Huyện ủy Lắk, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Ngọc Nghị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực thành tích của đồng chí Đinh Xuân Hà và đồng chí Võ Ngọc Tuyên qua các vị trí đã đảm nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Ngọc Nghị bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực sở trường, không ngừng phấn đấu học hỏi xây dựng mối đoàn kết gắn bó để cùng tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Xuân Hà và Võ Ngọc Tuyên bày tỏ vinh dự khi được giao nhiệm vụ mới. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, nghiên cứu lĩnh vực mới, chủ động đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều nay 20 tháng 11 tại thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức sáng kiến thương mại bền vững IDH phối hợp với phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam tổ chức tổng kết dự án thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững hồ tiêu Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến dự. Dự án thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững hồ tiêu Việt Nam do Liên minh châu Âu và tổ chức IDH tài trợ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2023 tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Việc triển khai dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được những lợi ích từ các cam kết thương mại song phương, trong đó tập trung vào việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ Việt Nam sang EU. Qua 3 năm triển khai, nhờ sự hợp tác tích cực và hiệu quả của các đối tác từ trung ương đến địa phương, dự án đã góp phần cải thiện đời sống của gần 8.000 hộ nông dân trồng hồ tiêu với diện tích 8.500 ha. Một số kết quả chính của dự án là tăng 60% khối lượng hạt tiêu, tuân thủ các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của thị trường cao cấp. Giá trị hồ tiêu xuất khẩu được chứng nhận năm 2023, ước đạt 600 triệu đô la Mỹ. Dự án đã góp phần giảm 98% việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm, huy động sự tham gia của 12 doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu Việt Nam vào dự án. 14 đội dịch vụ nông nghiệp được thành lập nhằm cung cấp dịch vụ nông nghiệp, tư vấn và giám sát việc sử dụng hóa chất có trách nhiệm của nông dân. Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao dự án thúc đẩy sản xuất và thương mại bền vững hồ tiêu Việt Nam được triển khai tại Tây Nguyên. Mong muốn trong thời gian tới, dự án tiếp tục mở rộng diện tích hồ tiêu đạt chứng nhận theo yêu cầu của thị trường cao cấp, đồng thời tạo điều kiện cho những ngành hàng nông sản khác của địa phương được tiếp cận dự án, từ đó gia tăng lợi nhuận.
tỉnh Đắk Lắk sẽ luôn hỗ trợ đồng hành cùng các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển nông sản theo hướng bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân và nâng cao giá trị nông sản của địa phương. Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức cuộc thi trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Tham dự cuộc thi có gần 700 nghệ nhân, diễn viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk. Tại cuộc thi, các nghệ nhân, diễn viên đã mang tới 53 tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hình ảnh con người, vùng đất, cuộc sống tươi đẹp trên cao nguyên Đắk Lắk, nét đẹp lao động sản xuất của nhân dân, cùng nhau xây dựng buôn làng giàu đẹp. Với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, cuộc thi là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tô đậm hơn tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng vươn lên của 49 dân tộc trong tỉnh, đồng thời cũng là dịp để người dân và du khách có cơ hội hiểu rõ hơn về những đặc trưng văn hóa cùng các tập quán, nghi thức, nghi lễ của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người trong cuộc sống đều có những quan điểm khác nhau về hạnh phúc. Còn đối với những người thầy, người cô, nhất là những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, thì hạnh phúc lớn nhất là thấy học sinh của mình được đến trường mỗi ngày, không có em nào phải nghỉ học, bỏ học giữa chừng. Đây là món quà mà cô giáo Phạm Thị Ninh, trường trung học cơ sở Chư Bui, huyện Rông Bông nhận được nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Tuy chỉ là một bông hoa giả, nhưng với cô Ninh, đây là một món quà rất ý nghĩa. Em rất thích học, nhà em cũng ở xa, em cảm ơn các thầy cô đã quan tâm cho bọn em, cố gắng tặng bông hoa, đồ đạc, hết thứ cho cô. Những bông hoa, bức tranh, tấm thiệp, đó là những món quà mà dịp 20 tháng 11 hàng năm các thầy cô ở vùng sâu vùng xa đều nhận được. Những món quà tuy giản dị nhưng lại rất chân thành, thể hiện tinh thần yêu quý thầy cô của các em học sinh nơi đây. Đừng đi so sánh với những nơi thành phố thì mình ở đây mình sẽ biết vừa lòng và hạnh phúc với những món quà rất là nhỏ nhặt. Ví dụ các em có thể tự vẽ cho mình những bức tranh, vẽ hoa cho mình, cũng có thể là như bó hoa này, các em sẽ tự đi ngắt hoa ở bên ven đường và bó thành bó lại để tặng mình, vẽ trên bảng xong rồi dẫn mình vào hát cho mình nghe những cái bài hát rất là dễ thương, những bức hình cũng rất là ngây ngô. Đó là hạnh phúc của giáo viên ở đây. Nhưng điều hạnh phúc nhất, món quà ý nghĩa nhất đối với các thầy cô giáo bám trường bám lớp nơi vùng sâu vùng xa lại chính là học sinh đến lớp đầy đủ, không bỏ học giữa trường. Thực sự thì cũng chia sẻ là 15 năm thì số lượng món quà mà chúng tôi nhận được từ các em thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Đôi khi nó là một bông hoa, một cái thiệp mà các em tự làm. Chứ còn thực sự quà thì đối với các thầy cô giáo thì chỉ mong các em hãy dành tiền đó phục vụ học tập. Chứ cũng các em chỉ cần đi học đầy đủ thì đó là món quà ý nghĩa nhất đối với các thầy cô ở đây. Mong muốn nhất ở đây là thứ nhất là các em học tập thật tốt, rồi đạt điểm mong muốn. Thì cô cũng thấy là động viên tinh thần thì cũng thấy vui rồi. Không phải là những bó hoa đắt tiền, cũng chẳng phải những món quà sang trọng, điều đặc biệt mà học sinh vùng cao dành tặng thầy cô trong ngày 20 tháng 11 là những gì bình dị, thân thương, mộc mạc và chân thành nhất. Thưa quý vị và các bạn, góp sức nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người nơi đảo xa, giữa biển trời mênh mông đầy nắng gió, có nhiều nhà giáo không quản khó khăn, cần mẫn mang con chữ đến với các em học sinh. Họ thầm lặng cống hiến vì tình yêu biển đảo quê hương, vì thế hệ tương lai của Trường Sa. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk trong một chuyến ra thăm quần đảo Trường Sa. Đây là trường tiểu học xã Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đơn sơ, giản dị dưới Trường Sa đầy nắng gió. Xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước và mong muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, thầy giáo Phạm Xuân Diệu đã nhiều năm gắn bó với học trò nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Môi trường học tập nó cũng không gọi được là không gọi là đầy đủ như các em ở đất liền, thì đó cũng là một cái thiệt thòi cho các em. Thì tôi cũng ra đây công tác và cũng thành tốt nhiệm vụ của mình, và nó cũng mong muốn giúp đỡ các em để các em có phần kiến thức để mà vững bước trên con đường chinh phục tương lai của mình. Vượt qua khó khăn gian khó, coi đảo là nhà, coi học sinh như con em mình, các thầy giáo trẻ ở Trường Sa luôn dành tất cả tình cảm, kiến thức mình có được để bồi đắp cho các em khôn lớn. Muốn góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để dạy dỗ các em được học tập tốt hơn,
được gieo con chữ nơi đầu sóng ngọn gió cũng là niềm vinh dự, vinh hạnh của anh em giáo viên của Trường Sa như chúng tôi. Nhiều thế hệ học sinh ở quần đảo Trường Sa cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của gia đình, thầy giáo, cán bộ, chiến sĩ. Thầy dạy rất dễ hiểu và rất ân cần chỉ giảng bài cho con. Con muốn học thật giỏi để đền đáp công ơn của thầy và cha mẹ. Vợ chồng tôi ra đây thì có cuộc sống ổn định, các cháu học hành tốt, thầy đồ cũng tận tình dạy các cháu nên người. Môi trường khí hậu khắc nghiệt, tôi luyện thêm bản lĩnh người thầy giáo ở quần đảo Trường Sa. Trên bục giảng, đời đầu sóng ngọt gió, những chiến sĩ cầm phấn vẫn đang ngày đêm góp sức mình bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tiếp sức cho hội viên khó khăn khởi nghiệp phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai mô hình We Home Cafe. Đến nay, sau gần 2 tháng thực hiện, mô hình kinh doanh này đã đem lại thu nhập ổn định. Trước khi khởi nghiệp với mô hình We Home Cafe, chị Lê Thị Thanh Nga ở phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột kinh doanh hàng online, nhưng lượng khách hàng ít, thu nhập bấp bênh. Được Hội Phụ nữ giới thiệu tham gia mô hình, chị được theo học một lớp tập huấn về pha chế cà phê, được đào tạo kiến thức kinh doanh và được hỗ trợ xe đẩy, dụng cụ pha chế, bàn ghế để bán cà phê. Dù mới khởi nghiệp với mô hình kinh doanh này, nhưng lượng khách đến uống cà phê tương đối ổn định. Từ khi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ với lại công ty cà phê Kinh Coffee là hỗ trợ cho phụ nữ khởi nghiệp thì có tạo điều kiện cho tôi có mức sống, được thu nhập với lại bồ làm, bồ chăm sóc con, đồ vẫn được với lại cái xe này rất là tiện dụng cho khi mà bán cho những người mang đi. Qua 2 tháng khởi nghiệp, thấy kinh doanh khả thi. Thực tế ra thì cà phê giá cũng phải chăng, rồi nước uống thì vị cũng ngon. Được cơ bản các anh chị em ở trên nhân dân trên địa bàn ủng hộ và đặc biệt là có ship mang về. Với mô hình này, sau khi hỗ trợ, chị em không cần nhiều vốn và mặt bằng rộng mà vẫn có thể kinh doanh với xe đẩy cà phê nhỏ gọn đầy đủ tiện ích. Ngoài kinh doanh tại chỗ, chị em có thể kinh doanh online trên phần mềm cài đặt của mô hình để tăng thêm thu nhập. Đến nay, qua gần 2 tháng triển khai, mô hình đã lan tỏa giúp nhiều chị em tự tin hơn khi làm chủ được kinh tế. Thì với những cái xe We Home Cà Phê được trao tặng thì chị em phụ nữ có thể bán những sản phẩm nước uống và cà phê trên menu, bán thêm những sản phẩm của Kinh Coffee và những sản phẩm khác ngay tại xe. Cái quan trọng là bán những cái sản phẩm trên ứng dụng của Kinh Coffee. Điều đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta biết kinh doanh trên nền tảng số. Được biết, mô hình We Home Cafe là một hoạt động nằm trong dự án Women Can Do do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho ít nhất 100.000 phụ nữ ở khắp các vùng miền, giúp chị em có cơ hội khởi nghiệp, qua đó tạo sinh kế và tự chủ hơn trong cuộc sống.